Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Cà phê 24 giờ. EVN thừa nhận có điều chỉnh hóa đơn tiền điện tăng ít nhất 35%. Theo EVN, kết hợp các yếu tố điện sử dụng tăng vào những tháng hè khoảng 16% cộng với việc giá bán điện điều chỉnh 8,36%, làm tổng số tiền điện của kỳ hóa đơn tháng 4 năm 2019 của người tiêu dùng phải trả tăng hơn so với tháng trước ít nhất trên 35%. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho hay tác động của việc điều chỉnh giá bán điện được Bộ Công Thương công bố vào ngày 20 tháng 3 cùng với số ngày sử dụng điện nhiều hơn kỳ ghi chỉ số là 31 ngày so với 28 ngày tháng trước, nên lượng điện năng tiêu thụ tăng 10,7%. Kết hợp các yếu tố điện sử dụng tăng vào những tháng hè khoảng 16% cộng với việc giá bán điện điều chỉnh 8,36%, làm hóa đơn tiền điện tháng 4 năm 2019 của người tiêu dùng tăng so với tháng trước ít nhất trên 35%. EVN cũng khẳng định sản lượng điện đỉnh về tiêu thụ ở thành phố Hồ Chí Minh cao hơn 10% so với đỉnh của năm 2018 và đây cũng là mức tiêu thụ cao nhất đạt kỷ lục từ trước đến nay. Tính đến ngày 26 tháng 4, thống kê về hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình tại Hà Nội có 57,2% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trong tháng 4 năm 2019 tăng trên 30% so với tháng 3 năm 2019, tỷ lệ này tại thành phố Hồ Chí Minh là trên 47,1%.